Di đang đi quay một nơi. Đây là cái nhà. Cái nơi này là cái gì chắc cái nhà cũng đoán được rồi. Thì hôm nay là Di và mẹ trải nghiệm với bên anh cùng trải nghiệm mua Thái nha cả nhà. Là mình làm nóng chứ cả. À, anh này là mua Thái à? Thầy à, thầy teacher. Đây, đúng rồi, thầy chùa. Thầy chùa cái gì? Không phải thầy chùa, thầy giáo. Fighting của mẹ, su su. Ôi. Ai lẽ, ai lẽ với mẹ. Ai lẽ, ai lẽ. Thầy á, hai tôi say. Khun khu. Khun khu, quả ní, khun gì? Phỏn cạp khun khu. Liên. À, riêng cạp khun khu. Anh ấy à này nó khắp. Anh ấy à ok đây. Cái này để bó vô cái tay nè cả nhà. Ôi, lại gần thầy nghe mùi mùi thuốc bắc đó cả nhà. Mùi dầu thuốc á. Anh gì đây? Ơ. Crap. Cái này liền một chân dữ lắm. À. Ờ chỏ. Là quăng nha em. Ăn cái này đúng không anh yêu? Warm your warm body first. Body yeah, warm your leg. À cái này làm nóng cái chân. Đúng rồi, warm your leg. Cái qua mือ leg mือ ใหญ่ nè. Rob lại, rob nha. Bạn con cả 3 rob, bạn con cả 4 rob. This safe. Lock core. This one for safe my joints. À anh hiểu rồi. Finger joint. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tập cái này khỏe hơn. Anh yoga. Yoga. Anh yoga. Heo chết đã nhiêu? Ờ, nè nắm. Mũ tài á con mẹ, nó na anh bút mũ tài như vậy đó. Mũ tài cái nà mũ tài lẻo. Sao? Có dùng mình mèo nam. Em quá nhiêu? Em hỏi thầy play this one là how long rồi? Bao nhiêu năm rồi? Nhưng mà thì cô tỏ lên ngoài. 9 khuộc ครับ. Ôi. When he was 9 years. 9 tuổi hả? 9 tuổi. 9 tuổi là chơi tới giờ luôn. Ok, cặp pha yoga.
านนอกครับก้าวขาซ้ายกับเย็บนี่คือมันเย็บก้าวขาซ้ายซ้ายก้าวถอยปั๊บพลิกหมัดลงซ้ายใช่ครับต่อยอัพขึ้นแบบนี้มันจะชนคล้ายๆกับเย็บคล้ายๆกันก้าวไปนิดเดียวก้าวขาซ้ายยกปั๊บบิดกลับมาครับขาตึงแล้วก็บิดปุ๊บเย็บปั๊บปั๊บเพิ่มแรงได้ครับ1 2ปั๊บเริ่มแรงแล้วมาเข้าทางนี้นะมาแบบนี้ปุ๊บเริ่มเยอะที่จะบอกที่จะเป็นยากครับกลับไปที่เดิมเฮ้ยแซ็คกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมได้ครับไม่ยากหรอกใช่ครับเพราะเราเป็นหัวลงเซ็คอันนี้คือถือว่าถ้าเราไม่ตกเป็นเพื่อเตะใช่ไหมต้องหยกไว้อย่างนี้แล้วไงมวยไทยต้องหยกไว้เตะครับปั๊บหายเข้ากลางปั๊บลุกโอเคเป็นสถานที่เดิมแขนลงแล้วไหมแขนลงยังไงไม่ได้เดี๋ยวต้องเตะหน้าไม่ได้แขนซ้ายขึ้นแขนซ้ายเหมือนเดิมแต่ว่าแขนขวาเปลี่ยนลงแล้วมันจะสลับครับมันจะเป็นแรงชงลุกปั๊บปั๊บหนึ่งสองปั๊บปั๊บเตะแล้วถ้าเกิดเราจะขึ้นแบบว่าขึ้นต่อยเงี้ยคือใช้เวลานานไหมคะซ้อมประมาณ14วันนะครับ14วันไม่ถ้าเกิดว่าแบบฝึกเลยจริงๆแบบกว่าจะได้ขึ้นเวทีประมาณ3เดือนถึง5เดือนอ๋อ around อยู่ที่สมองเราเรียน3ชั่วโมงดิเพนเลยอยู่ที่คนเด็กที่ว่าจะทำกับสมองใช่ดิเพน your IQ you know IQ and EQ เข้าใจ just IQ อ่ะ enough คือมันจะสตาร์ทที่9ถึง10ขวบครับBut if มีอะไรกันคุณแม่50แล้วถ้ามันมาต่อยตอน10กว่าอายุ10กว่ามันยังไม่ค่อยสู้ก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กประมาณขวบถึง9ขวบต่อยประมาณ20แบะแบะย่อยๆอ่ะ20ถึง30ครั้งครับจิ้นเหมยต้อยรอยอ่ะหาบรอยนิ้วเขาก็หาบอ่ะlate time for you already คือเป็นภาษามวยคือกระดูกสู้ก็ไม่ได้your bone อ่ะ help เข้าใจDifferent with them. Như vậy là nếu muốn chơi môn này á phải luyện rèn luyện từ nhỏ để cho xương nó chắc khỏe đúng không? Được mặt đó, dép, rút, mà cái này dép, rút, dép. Hey, anh. Hey, bên này ha. Bên này nó, cái khác này ngay. Đó. Đó. Bên này là con nỉ. Dì thấy sai lầm khi dì cho bé Nan học boxing cả nhà. Thấy lực đánh của bé Nan mạnh quá.Vì cảm giác là có một cái điều đó không có làm nữa cả nhà. Bên anh đấm gì chắc gì chết quá. Thấy lực đấm mạnh quá trời. Phải đó phải trời ơi trời chết rồi. Em nghĩ suy nghĩ anh là anh ấy nè. Anh không nói nhiều. Anh nói nhiều. Anh gì sao? Anh gì sao? Anh gì hả? Anh gì hả? Anh gì?Đánh gì vậy? Đá nó thì biết kệ đó. Trời ơi. À lẹ lẹ. Lẹ. Trời trời đá cái muốn động đất luôn vậy trời. Trời ơi. Anh gì á? Trời ơi. Anh gì đi vậy? Anh gì giật mẹ. Thầy đau không? Thầy đau hỏi tôi đau tay. Thầy đau tay mấy? Thầy đau tay mấy? Anh đi.Em suy nghĩ là em đá anh hả? Chết luôn. Chết rồi. Ô mày chém thương mặt sai. Chết rồi. Sai lầm cả nhà ơi. Vì sai lầm khi cho bé Nan học tới học boxing, học Muay Thái cả nhà ơi. Trời ơi đái kìa. Đá ông này cũng thở ve luôn, không thở ve luôn, cũng thở kìa. Thì cảm giác là bên anh đang đánh gì cả nhà. Hết rồi.
Up. Đây. Đá dội ngược. Đá này em dội ngược luôn. Up. Anh gặp bây giờ tội mới đây. Bằng luôn mà. Rồi bằng. Up. Up. Đỡ đó đó. Dạ em đang cho protect myself. Ờ đỡ chứ đó chưa đỡ á. Ừ, đỡ á. Ok. Tạm với thầy giáo đó. More stone, right? Straight your leg. Yeah, that make you more strong. Yeah, like a send your power up. Yeah. Hiểu mấy? Ok. Đá xoay người là nó có power, nó có mạnh hơn. Đúng. Anh gì với mẹ? Trong xếp rồi. Yeah, xếp vô belly. Gì với mẹ sẽ chiến đấu cả nhà. Cô Nhi làm mặt sữa cho cái gì mẹ hỏi. Đừng có giặt qua lên. Ờ anh Nhi là không sữa đi. Đừng sống. Đặt anh Nhi. Đừng sống. Ok. Mẹ hỏi anh gì nhiều với thơ phò quá. Ok, 1, 2, 3 mấy đây thì mẹ tới các chồng anh biết thưởng 1, 6 Thiệp lấy thiệp. Ok, kêu mẹ. Fighting Má không, fight Áo lấy, áo lấy. Fighting. Lấy chút dần ngay thôi, cun nhi ôm mình đi. Mày, fighting. Ôi, nhấn hả? Ừ, hai bác. Mình lắm một đấy ạ. À lấy nè. Hai ngay làm cái gì? Đây. Thiếp lấy thiếp, thiếp. Cái gì của khuôn mẹ của anh Nhi nè hả? Cái gì hả? Cái gì? Cô Duy, ông bệnh Nhi lên mà. Ôi anh. Chị hả? Ở đây hả? Mày đây, thì anh lên. Ok. Anh lại khóc khuôn mẹ. Ơi, mệt quá ướt cái chân này. Mẹ lên mấy? Lo
lớn nó có phồng rồi. Ốm à, mẹ nói mẹ ốm rồi. Ốm mấy u anh á? Mấy u anh ơi. Nóng quá cả nhà. Bên anh còn đang tập với thầy. Chơi cái trò này, cái môn này đốt mỡ dữ lắm cả nhà, nóng cực kỳ nóng hơn à. Bên anh hình như là quyết tâm học mấy cái chiêu này để về solo với Duy hay sao á. Fan này Duy lạnh ít dữ nhiều rồi. Nhìn bên anh kìa. Nghiêm túc. Bên anh rất thích cái bộ môn này luôn cả nhà. Nói đi chơi mua thái với boxing này kia là bên anh phán. Tới công chuyện rồi các bạn ơi. Đó. Ôi trời. Nàng ơi, em có cần nghiêm túc gì không nàng? Chưa lại nó khắp. Thì cô tò cô tò. Thầy giáo tò. Thầy thao lầy. A Vũ ạ? À Vũ, A Vũ. A Vũ thao lầy. 45. Ôi. Chiến 45 hả? Chiến. Xem mẹ. Chiến hả? Dạ chiến. Ồ siêu giòn. Hết. Thầy ông cả. Hết Spotify. Quân gì mấy lũ thầy sao? Thầy. Quân khu. Quân khu 42. Lúc sực quân khu Ayu 32. Ayu 32. Young more than 10 years. Right? Đúng rồi. Ai quân khu nửa mấy? Nít nồi. À. Nít nồi hả? Làm mạnh lên. Là làm thầy mệt luôn à? À. Chết luôn. Ê, tí thu mẹ, ok mấy? Ok. Ok, cứ mẹ, anh ấy. Cứ mẹ. À, sau đây tuyển thủ mẹ sẽ đấu với tuyển thủ bé Nam nha cả nhà. Cứ mẹ, phải tin, su. Rồi, bé Nam cũng máu lắm cả nhà. Chọn sao? Ủa. Sau đây là tuyển thủ mẹ sẽ quyết đấu với tuyển thủ bé Nam. Xô xâm liên. Ok. Kèn qua đây đó. Kèn qua đây đó. Ok. Đây làm canh. Đây ha. Đi là canh. Đừng nói. Đi là canh. Tiền thủ bên này nó bị giọng với mặt rồi cả nhà ơi. Kèn qua đây. Thôi. Dếp. Thôi. Hít khăn. Vinh cái đai này. Kèn qua đây đó. Kèn qua đây là tiền. Đi Vinh khăn. Tân người thả bên này đi. Còn luôn nít này. À đi. À, 1 2 Có thể mấy? 1 2 1 2 Tệ. Tên thang nghĩ đi, tệ thang khóa. Tệ thang nghĩ hả? Ok, thôi. 1 2 Tệ. Ồ. Khuôn hả lương hả? Anh yêu. Thôi mấy? Anh ấy là cứ ngay. Anh đi cặp quân khu nát khắp. Học quân khu. Cặp quân khu, quân mẹ cặp quân khu nát. Thằng vào đi học quân mẹ tao, quân khu tỏ. Chị sọn quân mẹ cặp nóng nè là làm thai boxing, lên ngoài thai. Nếu không có Covid là thường thường là có nhiều cô giáo cho tập trung. Là hôm nay là một cô nhiều. Giáo được rồi. Ủa, another teacher hả? Dạ, thầy giáo. Thầy giáo có another teacher also like giúp him. Cao trời. À, tại qua Covid, mi Covid. Tha bay thăm nhà mấy đài. Đúng rồi. Ok, cảm ơn. Khắp quân mạng khắp. Khắp quân. Tạm biệt cái nhà nha. Tạm biệt cái nhà, bye bye. Thì một xíu nữa về chắc bên anh đem Di ra giật cả nhà. Đánh Di á. Đây là cái bảng giá boxing nè cả nhà. Thì Di thấy là ở đây là để một lần là 200 baht nha cả nhà. 5 lần là 800 baht. 10 lần là 1.300. Mấy cái số này ở trên đây á, là 1 lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần là theo lần nha cả nhà, chứ không phải theo ngày nha. Còn nếu mà đóng theo gói 1 tháng là 2.000 baht nè, là chơi 1 tháng luôn. Đó, đóng gần tháng có 2.000 à, ở đây là 20 lần là 220. Còn đây tháng 2.000. Đó. Rồi mấy cái thấy thời gian 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa nè, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối nè, đó là thời gian mở cửa. Đây số điện thoại. Rồi nếu mà có ai ở Surat Thani thì muốn học boxing thì cứ lại đây nha cả nhà. Đây là số điện thoại nè, dây quay nè. Ở Surat Thani. Dạ. Đó. Đây là nhà chỗ bạn của mẹ.
hôm nay thầy nhiệt tình, thầy dạy quá. Sẵn quảng cáo cho thầy luôn, để có ai mà ở Thái Lan thì đến đây tập. Thì video hôm nay chắc Di cũng xin dừng tại đây nha cả nhà. Thì để video tiếp theo Di có đi đâu làm gì thì sẽ quay lại cho cả nhà xem. Ok, bye bye, tạm biệt. Bao nhiêu kilo? 65. 65, nói 65. 65 cô mẹ nói là mẹ 60. Dở dở là làm cái này đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi nè? Ai vô tháo lại nè? Đã quá cả nhà ơi. Đã mấy? Đã. Fly. Nè khăn, thí mày mang đi khăn. Sao không mẹ? Cô mẹ, anh ấy đi, cô mẹ. Đi. Đây là hả? Hai người đi. 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 Hai người. Cannot fall. Làm như thế nào gì? Mấy mì tháng. Năm nặc bên nhiêu tí năm nặc. Mày đại. Rồi đi đến trên kia để quay cho cả nhà xem cảnh thành phố Thái Lan ở Surat Thani nha cả nhà. Mẹ, cái này không to nghe. Cứ mẹ lên trên cao quá, trên lỗ tai của mẹ bị ù cả nhà. Có cực dữ. Nếu ở Bangkok là không có thấy cây nè. Anh ăn sa pan khuyên thủng thủng hay mẹ. Nè. Nó nhét băng dày. Mẹ thấy là ở nhà cô em nên ở đâu? Anh ấy đúng không? Nì lời, ở đây lời, đúng rồi, ở nhà cô chúng ta. Nhà chúng ta đó đúng không? Đúng rồi.